Mai Phương xin kính chào quý vị khán giả và các em thân mến. Ngày hôm nay Mai Phương rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ước mơ của em, chương trình truyền hình thực tế dành cho các bé từ 6 đến 13 tuổi. Và ngày hôm nay thì chị Mai Phương nghĩ rằng đây là một ước mơ rất là thú vị đến từ lá thư của một người bạn nhỏ. Và có lẽ là khi nhắc đến cái món ăn mà người bạn nhỏ nhắc trong lá thư này thì hầu hết như các bạn nhỏ khác cũng đều đã biết, thậm chí là còn rất là thích ăn nữa, đó chính là mì gói. Còn bây giờ thì chúng ta muốn biết rõ xem là người bạn nhỏ này có thỉnh nguyện như thế nào thì Mai Phương sẽ phải làm nhiệm vụ của mình, đó là liên lạc với hiệp sĩ. Anh chào Mai Phương. Xin chào hiệp sĩ. Hiệp sĩ có một nhiệm vụ rất là thú vị đang dành cho hiệp sĩ đây. Nhưng mà bây giờ Mai Phương hỏi chút xíu là hiệp sĩ đang có bận làm gì không? Sáng giờ lu bu công việc quá cho nên giờ tranh thủ ăn tô mì gói. Lúc chờ điện thoại của Mai hiệp Phương sĩ mà cũng ăn mì gói nữa hả? Chứ sao không? Mì gói vừa nhanh vừa tiện mà ngon nữa. Nhưng mà ăn ít thôi chứ ăn nhiều quá nổi mụn, nổi mụn quá trời luôn nè. Bây giờ đúng là như vậy đó. Thôi bây giờ để giải đáp thắc mắc cho hiệp sĩ và cho cả người bạn nhỏ của mình luôn, đó là bé Minh Như ở địa chỉ số 115 Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp. Hiệp sĩ ơi, bây giờ hiệp sĩ hãy mau đến gặp bé Minh Như đi, bởi vì bé Minh Như có ước mơ là muốn được trở thành kỹ sư thực phẩm trong tương lai, đặc biệt là muốn tìm hiểu cách làm mì gói và tìm hiểu xem mì gói tốt hay là không tốt cho sức khỏe như thế nào. Ước mơ của bé Minh Như cũng giống như là ước mơ của hiệp sĩ luôn. Hiệp sĩ cũng tò mò lắm nè, tại mì gói là món ăn hiệp sĩ rất là thích. Thôi, hiệp sĩ ăn lẹ lên đường làm nhiệm vụ liền. Hình như là nhà này. Chào anh. Anh ơi, cho em hỏi đây có phải là nhà của bé Minh Như không anh? À, đúng rồi. Chào con. Bây giờ con nói cho chú hiệp sĩ biết nè, con viết thư về chương trình đó, con ước mơ được làm gì? Dạ thưa chú, con viết thư về chương trình, con ước mơ là con được làm mì gói. Bé rất là thích ăn mì gói, dạ. Nên gia đình cũng cho bé ăn, nhưng mà cũng hướng dẫn bé là mì gói thì mình ăn có lúc. Chúng ta không phải ăn nhiều, thường xuyên. Vậy con có biết là cách thức mà làm mì gói là như thế nào không? Dạ biết. Sao? Cục bột. À bột. Cục bột xong rồi mình bỏ vô làm sơ mì. Ta bỏ vô máy đóng gói. Con muốn làm mì gói, về tương lai của con có ước mơ làm kỹ sư ngành công nghệ thực phẩm không? Dạ, cũng có. Chú hiệp sĩ có mặt ở đây sẽ dắt con đi thực hiện ước mơ của mình. Thì sẽ cho con gặp những người chuyên gia. Những người đó sẽ giúp con thực hiện làm mì gói và họ sẽ có những lời khuyên bảo cho con khi mình ăn mì gói, đúng không? Dạ. Ba cho con đi làm mì gói chú. Ba đồng ý cho con cùng với hiệp sĩ. Minh Như này, chú hiệp sĩ bật mí cho con biết là lúc trước á, chú hiệp sĩ cũng giúp một em bé ước mơ làm máy quạt bằng hơi nước. Đó, thì chú có ai dắt tới trường này. Thì lúc đó thì chú biết được là trường này có khoa là công nghệ thực phẩm. Khoa công nghệ thực phẩm này nè. Thì nơi đây sẽ có những thầy cô rất là giỏi. Chú hy vọng là sẽ các thầy cô đó sẽ giúp con thực hiện được ước mơ là làm món mì gói của mình. Thì em là hiệp sĩ trong cái chương trình ước mơ của em. Dạ thưa cô, con tên là Minh Như. Con học trường nào? Dạ, con học trường Nguyễn Thường Hiền. Con thích làm cái gì? Dạ, con thích làm mì gói. Giờ là cô chuẩn bị lên lớp rồi. Do đó, cô sẽ gửi cho con và anh Ngọc Tưởng một cái công thức làm mì ăn liền mà cô đã hướng dẫn các anh chị đại học ở đây ha. Rồi sau đó thì một lát là cô ra chơi thì cô sẽ ghé phòng thí nghiệm để xem con làm như thế nào ha. Thì đây là cái quy trình ha, làm mì ăn liền ở quy mô phòng thí nghiệm. Em ơi, cho hỏi đây là phải phòng thí nghiệm công nghệ thực phẩm không em? Phải rồi, mình cứ làm đi, có gì tới đâu mình hỏi tới đó. Dạ. Bột mì á là mình có rồi nè. Tinh bột có luôn. Tinh bột 90g. Mấy
90. 90 nè, trên đây là 90 nè. 90. À, 90 gram hả? À. Bỏ lên cân luôn. Rồi, đủ rồi đó. Tinh bột xong rồi đến CMC. CMC, còn 9 gram không? 9 gram. Bao nhiêu đủ rồi? Muối, 30 gram. Đường. Bao nhiêu? Dạ 30. Bây giờ hiện giờ mình có đủ nguyên liệu. Nhiệm vụ con là bổ đổ tất cả cả vô. Như làm nè, cô xuống rồi. Cô chào con. Con làm tới đâu rồi? À, như vậy là không được rồi. Cái bột này nó nhão quá rồi. Như vậy thì mình sẽ đem đi cán là không có được. Do đó chắc là mình phải làm lại từ đầu. Đầu tiên mình sẽ cân lại cái lượng bột mì ha, là nguyên liệu chính để làm mì ăn liền đó. Bây giờ mình sẽ cho vào máy trộn bột ha, cho bột mì vào trong cái máy ha. Bây giờ chúng ta còn phải chuẩn bị cái nước trộn bột ha, thì cần có nguyên liệu là nước, đây là cái màu thực phẩm ha, đây là muối ha, dùng để tạo vị à, cho vào. Và bắt đầu là chúng ta sẽ bật máy lên và con sẽ cho từ từ nước trộn bột vào nha. Rồi ha, đầu tiên là mình sẽ trộn bột khô, trộn trong vòng 5 phút. Rồi con có thể là cho nước trộn bột từ từ vào rồi ha. Rồi con tự cho ha, cho tới hết thôi ha. Là hồi nãy con cho hết luôn. Đúng rồi. Còn nếu mà con cho ít quá thì cái khối bột nó sẽ khô ha, và mình cũng không có cán được thành tấm ha. Thì khối bột sau khi trộn xong rồi nó sẽ có hình dạng như vậy nè. Cắn chặt khối bột lại con thấy cái khối bột nó sẽ dai. Đầu tiên là con sẽ vo tròn những cục bột này lại cho cô. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cán. Cái máy cán thì nó sẽ có nhiều nấc ha. Thì đầu tiên là con sử dụng cái nấc. Nấc thứ nhất. Mục đích của quá trình cán là để giảm bớt cái lượng không khí của trong bột. Bây giờ để cho cán thuận tiện thì con nên ép cái lá bột xuống. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đây là mình cán ha. Đây là cái nấc đầu tiên, nấc lớn nhất. Do đó cái bề dày của sợi mì nó sẽ là lớn nhất. Ta sẽ qua nấc thăm ra. Nó rất là mịn phải không? Và rất là trơn nhẵn phải không? Như vậy là cái khâu trộn bột mình nó đã đạt yêu cầu. Chúng ta sẽ qua cái công đoạn cắt sợi ha. Đây là nó có hình dạng như này. Sau khi mà cắt sợi xong thì mình sẽ đem sợi mì đi hấp. Mình hấp là để làm chín một phần sợi mì. Rồi con sẽ xếp mì vào trong cái nồi. Con mở cái nhiệt độ ha. 100 độ. Mở nhiệt độ 100 độ này ha. Bé Minh Như rất thích là ăn mì gói, hầu như là ngày nào cũng ăn hết. Giờ cô cho bé Minh Như biết là ăn mì gói là giống như là nếu mà ăn nhiều quá có tốt không cô? Trong cái thành phần của mì gói chủ yếu là tinh bột. Do đó ha, nếu mà một ngày con ăn mì gói không thì là chưa đủ cái thành phần dinh dưỡng. Đó, có nghĩa là con phải là ăn nhiều nhiều món vô. Chứ mì gói ăn hoài là cô không được, không đủ chất dinh dưỡng đâu nha. Cái lưu ý là cái sợi mì này nó không phải là chín hoàn toàn đâu ha, nó chín khoảng 80-90% thôi. Sau khi hấp xong thì mình sẽ làm cái gì con có biết không? Dạ đóng gói. Chưa. Mì sau khi hấp xong thì chưa chín. Chiên. Đúng rồi. Rồi con để cho cái bát mì nó ráo một ít đi ha. Sợi mì khi mà cho vào chiên, nếu mà con không đậy nắp ấy, thì sợi mì nó sẽ tràn ra bên ngoài. Mình chiên trong vòng khoảng 2-5 phút. Rồi ha. Mì sau khi chiên là đã chín rồi, giờ con mở cái khuôn ra ha. We'll be right back.
sản phẩm của con ha. Qua cái chương trình này thì chúc bé luôn học giỏi ha, ăn khỏe để sau này có thể là học ngành công nghệ thực phẩm nha, rồi có thể là chế biến ra những cái bánh mì rất là đẹp và thơm và ngon như vậy để phục vụ mọi người. Dạ mai mốt con sẽ cố gắng học giỏi để trở thành một kỹ sư làm mì gói. Vậy là bé Minh Như đã đạt được ước mơ của mình. Xin chào các em và hẹn gặp lại. Trời ơi, vui vui lên. Như vậy là cuối cùng thì hiệp sĩ nè cùng với lại bé Minh Như và đặc biệt là các bạn nhỏ của chương trình bây giờ thì chúng ta cũng biết là cách làm mì gói như thế nào. Còn riêng Minh Như thì chị Mai Phương chúc cho Minh Như sẽ luôn luôn là một cô bé ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời ba mẹ và tương lai thì sẽ trở thành một kỹ sư thực phẩm đúng như mong ước của mình nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Bây giờ thì chị Mai Phương phải nói lời chia tay với tất cả quý vị khán giả và các em thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Chắp cây ngước mơ tuổi thơ để ngày mai tươi sáng cho đời, kết ước muốn ta cùng chung cho nhau sức mạnh thêm, cho ta cùng vươn tới. Chắp cây ngước mơ ngày mai nên hôm nay cùng nhau xây dựng ước mơ này. Chắp